Những ngày gần đây, trên đoạn km 11 480 đến km 11 780T đường Hòa Lạc, Hòa Bình thuộc xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội đang diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép, gây nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường và nghiêm trọng hơn là thất thoát ngân sách khi tài nguyên chảy máu. Tìm hiểu được biết, đây là công trình thi công khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra trên đoạn đường km 11 480 đến km 11 780T đường Hòa Lạc, Hòa Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc, Hòa Bình là doanh nghiệp dự án. Khắc phục hậu quả do mưa lũ thì chưa thấy đâu, mà toàn cảnh thi công chỉ là việc khai thác, đào bới, tận thu khoáng sản để trục lợi. Những đoàn xe tải cỡ lớn cứ thế nối đuôi nhau để lấy khoáng sản và mang đi tiêu thụ, chỉ còn lại những vạt đồi trơ trọi, tan hoang như thế này. Không chỉ có vậy, những chiếc xe cỡ lớn này ngang nhiên qua mặt lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ khi chúng chở quá khổ quá tải, không đậy bạt che chắn cẩn thận và để đất vương vãi xuống đường giao thông. Đáng chú ý, khi đang ghi nhận tại đây, lọt vào ống kính phóng viên còn là những hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông của đội 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường. Nhìn những hình ảnh này, người dân vô cùng bức xúc và cho rằng tại sao đội cảnh sát giao thông không xử lý hay kiểm tra hoặc cân trọng tải bất cứ một chiếc xe nào đang có dấu hiệu sai phạm ngay trước mắt mình. Lực lượng cảnh sát giao thông thì ngó lơ như vậy, còn chính quyền xã Yên Trung cũng không nắm bắt được thực trạng trên. Trao đổi với phóng viên, ông Kiều Quang Huấn, Phó Chủ tịch xã Yên Trung khẳng định đây không phải là mỏ khai thác đất. Đất đấy là nó thuộc hành lang giao thông của đường Hòa Lạc, Hòa Bình. Cái mùa mưa lũ thì nó mới sạt lở, thì bên chỗ BOT họ có báo cáo cho Bộ Giao thông Vận tải, thì được Bộ Giao thông Vận tải nhất trí là để múc cái sạt lở đấy. Thì đất đấy là đất đã nằm trong hành lang giao thông, đã được thu hồi từ năm 2015 ấy. Chữ lượng nữa, có nhiều không? Không được, hết thì em chẳng nắm rõ lắm. Vậy ai hay cơ quan nào có thể phát hiện và ngăn chặn thực trạng khai thác trái phép này? Binh đoàn xe tải sẽ đem khoáng sản đi về đâu để tiêu thụ? Tất cả sẽ có trong số ra tiếp theo của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.